Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Cô chào các em học sinh lớp 3. Chào mừng các em tiếp tục quay trở lại với chuỗi video chữa bởi bài tập môn hoạt động trải nghiệm lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của Vietjet.com. Hôm nay, cô Hải Yến sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em đi khám phá và giải các bài tập cho một chủ đề mới. Chủ đề có tên là nếp sống đẹp. Các em có biết rằng thời gian là một trong những thứ quý giá nhất trong cuộc đời? Một khi thời gian đã trôi đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Chính vì thế, chúng ta cần phải biết quý trọng thời gian. Và bài tập của tuần năm này cũng liên quan đến thời gian đấy các em ạ. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em làm các bài tập của tuần năm. Thời gian biểu của em, quý trọng thời gian. Các em hãy mở vở bài tập môn hoạt động trải nghiệm trang 14, 15 để chúng ta bắt đầu với tiết học nhé. Chúng ta cùng đến với bài tập đầu tiên, trang 14. Bài 1 yêu cầu chúng ta nhờ người thân góp ý về thời gian biểu của em. Ở bài này, em cần chuẩn bị. Thứ nhất, đó chính là một thời gian biểu em đã làm ở lớp. Thứ hai là một hoặc hai người thân cùng tham gia. Chắc chắn là ở lớp, cô giáo đã hướng dẫn các em lập một thời gian biểu cho bản thân mình rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ, các em hãy sử dụng ngay chiếc thời gian biểu đó và nhờ một vài người thân của mình tham gia vào nhiệm vụ nhé. Tiếp theo là việc em cần làm. Em hãy chia sẻ với người thân về thời gian biểu em đã làm. Ở đây, cô có đưa ra một thời gian biểu gợi ý. Các em theo dõi lên màn hình của cô để quan sát thật kỹ thời gian biểu đó nhé. Sau khi đã chia sẻ với người thân về thời gian biểu em đã làm, em hãy điền các thông tin mà người thân đã góp ý cho em vào chỗ chấm trong phiếu sau. Nhất, người thân nhận xét thế nào về thời gian biểu của em? Ở đây, em hãy tích vào các ô trống nhé. Thứ hai, theo góp ý của người thân, em đã bổ sung những việc nào? Và thứ ba, theo góp ý của người thân, em cần chỉnh lại thời gian của hoạt động nào? Các em nhớ hãy lắng nghe thật kỹ góp ý của người thân và điền vào chỗ chấm nhé. Và cô cũng có gợi ý trả lời như sau. Thứ nhất, người thân nhận xét thế nào về thời gian biểu của em? Nếu người thân nhận xét thời gian biểu của em rất đẹp, thì em hãy đánh dấu tích vào ô trống bên cạnh từ đẹp. Tương tự như vậy, với những nhận xét khác, chưa đẹp, hợp lý hay chưa hợp lý. Thứ hai, theo góp ý của người thân, em đã bổ sung những việc như sau. Việc thứ nhất là từ 17 giờ đến 17 giờ 45 phút. À, cô xin lỗi, từ 17 giờ 45 phút đến 18 giờ 30 phút, em dọn dẹp nhà cửa. 19 giờ 30 phút, em ăn hoa quả và uống sữa. Và việc thứ ba, 21 giờ 30 phút, em dành thời gian để ghi nhật ký trong ngày. Tiếp theo góp ý của người thân, em đã chỉnh lại thời gian của hoạt động vui chơi từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút. Như vậy, chúng ta vừa điền xong các góp ý của người thân đối với thời gian biểu của em đã làm trên lớp. Các em hãy làm tương tự với bài của mình nhé. Sau đây, chúng ta sẽ sang bài tập số 2, trang 14. Trang trí thời gian biểu và đặt ở vị trí dễ thấy. Đầu tiên, em hãy trang trí thời gian biểu và tô màu cho thời gian biểu của em thật là đẹp. Trên màn hình, cô đã trang trí thời gian biểu mẫu của cô với tông màu xanh dương. Cô đã kẻ thêm các cột từ thứ hai đến chủ nhật để có thể thuận tiện trong việc theo dõi các hoạt động của em trong một ngày và trong một tuần. Bên cạnh đó, phía trên cô có để một phần để ghi tên thời gian biểu.
kèm theo đó là một dòng ghi họ và tên của em. Cô cũng không quên trang trí cho chiếc thời gian biểu của mình thật dễ thương bằng cách vẽ thêm những hình ảnh ngộ nghĩnh. Các em có thể tham khảo cách trang trí của cô nhé. Sau khi trang trí thời gian biểu và hoàn thiện thời gian biểu, chúng ta cần một nơi thuận tiện, dễ nhìn để đặt thời gian biểu. Vậy, nơi em chọn để đặt thời gian biểu là ở đâu? Và vì sao em lại chọn đặt vị trí đó? Cô sẽ gợi ý cách trả lời như sau. Nơi em đặt thời gian biểu đó là trên bàn học. Em đặt thời gian biểu trên bàn học để dễ quan sát và ghi nhớ các hoạt động trong ngày. Vậy là chúng ta vừa thực hiện xong các nhiệm vụ bài tập số 2. Đó chính là trang trí thời gian biểu và đặt ở vị trí dễ thấy. Khi đã có thời gian biểu hoàn chỉnh thì chắc chắn sau đó chúng ta sẽ phải thực hiện thời gian biểu đúng không nhỉ? Chúng ta phải thực hiện thời gian biểu như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng cô đến với bài tập số 3 nhé! Bài số 3, trang 15, thực hiện thời gian biểu. Em hãy theo dõi cách em thực hiện thời gian biểu của mình và làm theo các bước sau. Nhất, vẽ một mặt cười vào chấm tròn những ngày em thực hiện đúng theo thời gian biểu đã lập. Tiếp theo, em hãy vẽ một mặt mếu vào chấm tròn đối với những ngày em chưa thực hiện thời gian biểu và hãy nêu rõ lý do khiến em không hoàn thành. Và bên đây chính là nhật ký theo dõi việc thực hiện thời gian biểu của em trong một tuần. Em hãy điền theo hướng dẫn nhật ký nhé! Các em đã thực hiện xong chưa nhỉ? Quan sát lên đây để xem cô làm như thế nào nhé! Nhật ký từ ngày thứ 2 đến thứ 6, em đều thực hiện đúng theo thời gian biểu, nên em sẽ vẽ một mặt cười vào mỗi hình tròn từ thứ 2 đến thứ 6. Riêng ngày thứ 7, em chưa thực hiện theo thời gian biểu, nên em sẽ vẽ một mặt mếu. Và lý do em không hoàn thành, đó chính là em đi chơi công viên. Ngày Chủ nhật, em vẽ một mặt mếu vì em chưa thực hiện theo thời gian biểu. Lý do khiến em không hoàn thành đó là em về quê thăm ông bà. Như vậy, cô trò ta vừa đi lấp đầy bằng nhật ký thực hiện thời gian biểu rồi. Chúng ta đi đến nhiệm vụ tiếp theo, đó chính là trả lời một số câu hỏi bài đưa ra nhé. Câu hỏi thứ nhất. Em có cần chỉnh sửa thời gian biểu của mình không? Em hãy tích vào một trong hai ô, thời gian biểu của em đã hợp lý, và hoặc thời gian biểu của em cần thay đổi. Nếu thời gian biểu của em cần thay đổi, em hãy ghi những việc đã thay đổi, thời gian cũ và thời gian mới vào bảng nhé. Tiếp theo. Em hãy viết một câu ngắn để động viên mình cố gắng thực hiện tốt thời gian biểu đã đề ra. Các em đã hiểu yêu cầu của bài và có thể tự hoàn thành được không nhỉ? Cô có gợi ý cho các em như sau. Nếu thời gian biểu của em đã hợp lý, thì em hãy tích vào ô trống. Thời gian biểu của em đã hợp lý. Và như vậy, chúng ta không cần tích vào ô trống. Thời gian biểu của em cần thay đổi. Đồng thời, bảng bên dưới chúng ta cũng không cần điền vì chúng ta không thay đổi hoạt động nào cả. Tiếp theo, em có thể động viên mình bằng một câu ngắn như mình nhất định sẽ làm được, không có gì có thể làm khó mình. Như vậy, cô đã hướng dẫn các em hoàn thành 3 bài tập trong ngày hôm nay. Cô mong rằng qua hướng dẫn của cô, các em đều có thể tự hoàn thành bài tập thật tốt. Cô mong sẽ gặp lại các em trong những video tiếp theo. Cô chào tạm biệt các em. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh.
trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.